gì? Giờ em thích con bé kia, bây giờ mà không biết tỏ tình sao hết, nhờ đại ca giúp tỏ tình hoành tráng. Đây là cho một tỏ tình khá là nó đồng ý luôn đấy. Mày thích con bé kia? Vâng. Nó bao nhiêu tuổi? Không tuổi. Không tuổi, ok. Chúng mày nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, thích lâu rồi. Theo đuổi mấy năm nay rồi. Theo đuổi mấy năm nay mà bây giờ mới tỏ tình. Được, có chí khí lắm. Anh nói cho chú biết, cái cuộc sống cô đơn này nó hạnh phúc lắm chú ạ. Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, không bị ai quản, không phải xin ý kiến ai. Nhưng mà khi chúng mày có người yêu rồi, có vợ rồi, mọi chuyện nó sẽ khác. Chúng mày hiểu ý không? Thế bây giờ vẫn còn còn có ý định tỏ tình nữa không? Vẫn muốn, giờ thích nó lắm rồi. Thích lắm rồi, được. Giờ phải nói ra hết một lần luôn, không nó bức xúc không nào lắm. Người ta bảo nó thà hôn em để rồi ăn tát đúng không? Đúng rồi. Còn hơn là thằng khác hôn em. Được. Anh sẽ giúp chúng mày, nhưng mà anh không dám chắc là nó có đồng ý hay không. Cái việc nó đồng ý hay không là phải dựa vào cái miệng của chúng mày, ok? Ok. Đấy. Và được rồi, anh sẽ cho anh em bày cho chúng mày một màn tỏ tình là độc nhất vô nhị ở đây, hiểu không? Còn cái chuyện sau này nó có đồng ý hay không ấy thì anh không biết chắc được, nhá. Đồng ý không? Đấy. Được rồi, anh sẽ giúp chúng mày.